thì tiếng cũng có thằng bên kho kế bên của anh em à. Bây giờ mình ra mình cam nó thôi. Ló cái đầu ra bạn ơi, ló cái đầu ra nhẹ nhàng cái nào. Đậu phộng nó không ló luôn kìa. Bạn không ló thì mình đẩy bạn thôi chứ có gì đâu. Để nằm để thử coi, nói chưa đẩy cũng hơi nguy hiểm á, hơi bị thoáng á. Giờ mình sẽ đẩy từ bên phải mình qua nhé. Ok, đúng cái đầu này thì chết này, xem bạn đâu. Gạt luôn, chơi là chơi cục sức luôn bạn. Rồi có một ông đang bắn ở bên đây này, mình nghe tiếng súng này. Đi đâu con sâu. Mày thế nhờ có ông kia bắn tiếp mình nữa. Cái ông của team khác ấy. Mình tranh thủ mình lấp đồ rồi, tí nữa tem ổng đẩy qua này. Rồi mình nghe được tiếng chân rồi này. Lấp lấp đè đè đè. Ôi cái trai, không sao. Lấu cái đầu ra bạn ơi.